Xin chào tất cả các anh em nha. Vào ngày 1 tháng 2 mình có gỡ một cái video là hướng dẫn nhận 5 tóc cần ZFN từ sáng Default Network các bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án đó thì các bạn nick phần link thứ nhất của mình, các bạn vào con bot các bạn kiểm tra các bạn. Sau khi các bạn kiểm tra con bot xong, nếu có thì các bạn chụp màn hình lại các bạn. Phải các bạn chạy chút xíu các bạn. Các bạn chụp màn hình lại các bạn. Các bạn bấm vào bấm start và bấm balance các bạn. Bạn chụp màn hình số dư của tất cả các bạn để tôi cần nó phân phối các bạn. Phan các bạn chờ mình chụp chút xíu rồi. Rồi sau khi các bạn chụp màn hình balance xong thì các bạn click chiếc phần link thứ hai của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Tô Cần nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Tô Cần xong thì các bạn nên KYC để bằng sau này các bạn mới có thể chay rút tiền được các bạn. Rồi các bạn điền lại email trên sàn La Tô Cần nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn trước kia các bạn join vào kênh Telegram nào thì các bạn vào kiểm tra kênh Telegram đó các bạn. Mình là cộng anh 1133 đó các bạn. Mình tới hai kênh Telegram đó. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên một cái ảnh bot này các bạn. Thì link video gán mình có để phần link mô tả đó các bạn vào kiểm tra các bạn. Thì cũng bot luôn. Rồi các bạn chỉ việc chọn tạp nè các bạn. Rồi các bạn chỉ tải lên nha tất cả các bạn. Dạ các bạn cũng đừng có hỏi mình sau khi nào tôi cần nó xong phân phối các bạn, thì mình sẽ trả lời luôn là sau khi đạt đủ 20 triệu thành viên thì tôi cần tự động phân phối các bạn. Sau đủ 20k nè, 20k member thì tự động tôi cần nó sẽ phân phối cho mình nha. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con CFN từ trang nhận 5 tóc cần Default Network. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và mình hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.